Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Tán phát những thông tin sai lệch, bịa đặt, hòng phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại, xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác, gây nghi kỵ quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới là những thủ đoạn hết sức nguy hiểm trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị đang giáo diết thực hiện với mưu đồ đen tối là nhằm hạ thấp vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, phá vỡ môi trường hòa bình phát triển của đất nước. Chương trình nhận diện sự thật hôm nay chúng ta sẽ cùng thiếu tá tiến sĩ Trần Việt Hưng, giảng viên quan hệ quốc tế khoa chủ nghĩa xã hội khoa học Học viện Chính trị cùng bàn luận và làm rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động đối với lĩnh vực đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Trước hết xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời đồng chí cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Phát huy vai trò của một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong hội nhập quốc tế những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến giải quyết các vấn đề khu vực toàn cầu được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt là Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công nhiều diễn đàn hội nghị lớn của quốc tế. Riêng trong năm 2018, chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị quốc tế quan trọng như Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26, Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6, Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10. Đặc biệt, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN do Việt Nam tổ chức tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử 27 năm qua của diễn đàn này. Các sự kiện đa phương tầm vóc nói trên đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn đối tác nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2018 cũng đã ghi dấu những thành công của công tác đối ngoại quốc phòng với việc tăng cường củng cố lòng tin chính trị với quân đội các nước láng giềng, quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua các hoạt động như trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng, các cuộc diễn tập chung về phòng chống dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai với quân đội các nước đối tác. Đây cũng là năm đầu tiên chúng ta chuyển từ cử một số cán bộ chiến sĩ sang cử một đơn vị là Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là cơ sở quan trọng đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước từ sớm từ xa. Thưa thiếu tá tiến sĩ Trần Việt Hưng, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa là chủ trương nhất quán của Đảng ta. Vậy thì chủ trương này đã được cụ thể hóa như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ? Có thể nói rằng là chưa bao giờ đối ngoại Việt Nam được mở rộng như giai đoạn hiện nay. Hiện nay chúng ta đã đặt quan hệ với khoảng trên 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ và cũng đặt quan hệ được trên 180 đảng phái cũng như là tham gia tích cực và đóng một vai trò hết sức quan trọng, có trách nhiệm đối với các tổ chức quốc tế. Thì để thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và nhân dân ta hiệu quả, thiết thực, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, nó là tiêu chí, là mục tiêu của Đảng trong thực hiện cái đường lối chính sách đối ngoại. Thứ hai là trong giải quyết đường lối chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là chúng ta thực hiện là hết sức linh hoạt, mềm dẻo và sáng tạo. Dựa trên nhận thức đúng đắn về đối tác và đối tượng. Đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng hiện nay, chúng ta đang thực hiện là 3-0, có nghĩa là không liên minh quân sự, không cho một quốc gia nào đặt cái căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, không theo một nước này để chống lại nước nọ. Và đây chính là một cái chủ trương đường lối hết sức đúng đắn của Đảng và nhà nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí vừa đề cập rất là cụ thể về những cái chủ trương đường lối của Đảng ta trong cái công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Vậy thì hiệu quả của đường lối đối ngoại đó như thế nào? Cái đường lối đối ngoại của Đảng ta đã thu được rất nhiều thành tựu quan trọng. Chúng ta trong cái lĩnh vực phát triển ổn định chính trị, xã hội thì nhờ cái chính sách độc lập tự chủ trong hòa bình, ổn định và phát triển thì chúng ta đã tạo dựng được những cái thời cơ để chúng ta phát triển kinh tế. Số liệu đã chứng minh từ năm 2016 đến nay thì cái tốc độ phát triển kinh tế của chúng ta luôn luôn phát triển mạnh so với cái tốc độ phát triển kinh tế từ giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Và chúng ta đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư của nước ngoài. Thông qua cái đầu tư này thì chúng ta cũng tận dụng được cái nguồn nhân lực của họ để phát triển, đào tạo nguồn nhân lực kinh tế của ta. Và đồng thời là nâng cấp, là xây dựng
cái cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, chúng ta có cái sự phát triển về cả văn hóa, cả quốc phòng an ninh, từ đó làm cho cái việc thực hiện yêu cầu và nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay là ngày càng được tăng cường, vững bền hơn. Cùng với việc tăng cường ngoại giao nhà nước thì cái vấn đề đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân cũng ngày càng được tăng cường và mở rộng, đã nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua phân tích của đồng chí thì tôi thấy là hiệu quả thì đã quá rõ ràng. Vậy thì tại sao vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhằm xuyên tạc, bóp méo và thậm chí là phủ nhận những cái thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay, thưa đồng chí? Và thực chất thì các thế lực thù địch không bao giờ mong muốn chúng ta có sự ổn định về chính trị và có sự phát triển về kinh tế. Và chúng lúc nào cũng chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực về đối ngoại. Mục đích của chúng là nhằm để xuyên tạc đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Chúng hòng làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, và đặc biệt là chúng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng mưu toan tuyên truyền phát tán những thông tin sai lệch, bịa đặt, phủ nhận những thành tựu, nhất là những thành tựu trong cái công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Và xuyên tạc đường lối và phương châm đối ngoại của ta đối với các nước lớn, đối với các đối tác. Từ đó nó gây nghi kỵ trong mối quan hệ giữa ta và các đối tác. Và từ đó nó làm cho ảnh hưởng rất lớn đến cái nhận định, đánh giá của các đối tác đối với ta, cũng như là niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, đặc biệt là đối với cái đường lối đối ngoại đổi mới trong giai đoạn này. Xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của Thiếu tá Tiến sĩ Trần Việt Hưng. Vâng, nói về những thủ đoạn trong việc xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận những thành tựu trong lĩnh vực đối ngoại của Đảng, của nhà nước ta mà các thế lực thù địch phản động đang giáo diết thực hiện, như trao đổi của Thiếu tá Tiến sĩ Trần Việt Hưng, thì mời quý khán giả cùng chúng tôi theo dõi một clip ngắn sau đây. Với danh xưng là những học giả, người yêu nước, chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, những ngày gần đây, một số cá nhân, nhóm cá nhân do không biết hay cố tình không biết về những thành tựu đối ngoại của Đảng, nhà nước ta mà nhắm mắt phán bừa rằng tư duy ngoại giao của Việt Nam đã lỗi thời, lạc hậu, rồi đưa ra những khuyến cáo, đề xuất, khuyến nghị như Việt Nam cần thay đổi chính sách đối ngoại nếu không muốn bị cô lập lệ thuộc. Nguy hiểm hơn là lợi dụng những vấn đề của quá khứ trong quan hệ với các nước láng giềng hay vấn đề Biển Đông. Những người này ra sức kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ích kỷ, rồi kêu gọi để giữ độc lập chủ quyền thì Việt Nam phải thoát chung, phải liên minh quân sự với một cường quốc mạnh và lớn tiếng phê phán chính sách quốc phòng 3-0. Đó là không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia của Việt Nam là tự chói tay mình, rồi ra sức tán phát những điều sai trái này trên Internet, mạng xã hội nhằm xuyên tạc đường lối đối ngoại quang minh chính đại của Đảng và nhà nước ta, hạ thấp vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế để đục nước béo cò. Như clip trên chúng ta vừa theo dõi thì đã cho thấy là những kẻ cơ hội phản động đã đang và sẽ vẫn tiếp tục sử dụng nhiều chiêu trò để mà xuyên tạc và phủ nhận đường lối đối ngoại quang minh chính đại của Đảng và nhà nước ta. Vậy đồng chí có thể làm rõ hơn về vấn đề này không ạ? Các thế lực thù địch đang lợi dụng cái vấn đề tự do Internet, rồi lợi dụng cái vấn đề tự do trên mạng xã hội thì chúng sử dụng rất nhiều chiêu trò, hình thức, biện pháp để chống đối các cái quan điểm, chính sách về đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chúng lợi dụng trên danh nghĩa là các nhà dân chủ, các nhà nhân quyền, các học giả khi nghiên cứu về đường lối đối ngoại của Đảng ta, và bằng nhiều cái hình thức như là gửi thư góp ý, phản biện xã hội, hay là lời thơ, hay là những cái vấn đề, những cái tên nó mang tiếng vang để nhằm gây sự thu hút và chú ý của người đọc ở trên mạng xã hội, với những giọng điệu cho rằng Việt Nam đang thực hiện chiến lược đi dây trong giải quyết quan hệ với các nước lớn, để lợi dụng các nước lớn giải quyết cái vấn đề của Việt Nam hiện tại đang diễn ra. Hoặc là chúng cho rằng chúng ta đang mong muốn hợp tác với một cái quốc gia nào đó để hòng tận dụng được sức mạnh quân sự của họ giải quyết cái vấn đề của Việt Nam. Đồng thời lại có luận điệu cho rằng chúng ta đang muốn cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự
ở Việt Nam đây là những cái luận điểm mà hết sức sai trái, nguy hiểm và nó ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức của người đọc. Thưa đồng chí, gần đây thì họ còn triệt để lợi dụng những vấn đề trên biên giới, trên biển hoặc là những vấn đề thuộc về quá khứ để mà xuyên tạc mối quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, nhất là với Trung Quốc. Vì sao lại có hiện tượng này và mục tiêu mà họ hướng tới là gì? Thực chất thì chúng ta biết rằng là mối quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia hiện đang hết sức tốt đẹp. Chúng ta đang có những cái hợp tác toàn diện với Trung Quốc và có hợp tác chiến lược đặc biệt đối với Lào, với Campuchia. Chúng ta hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị cho đến là quốc phòng an ninh. Tuy vậy thì các thế lực thù địch thì lại khoét sâu vào những cái hạn chế, những cái điểm yếu, thậm chí là chúng xuyên tạc, bôi nhọ cái mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và Trung Quốc, Lào, Campuchia. Những cái động thái trên không có gì mới ngoài mục đích là chống phá đảng và nhà nước ta, gây mất cái ổn định về chính trị, từ đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác của nước ta. Đồng chí có thể phân tích sâu hơn về sự nguy hiểm của những cái chiêu trò đó không ạ? Trước kia thì chúng thường sử dụng những cái chiêu trò như là lợi dụng những vấn đề là chống phá, về vấn đề là tư tưởng và lý luận, và đồng thời là chúng phê phán con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thì hiện nay chúng đã có sự thay đổi, đó là nó kết hợp giữa cái chống phá trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận kết hợp với sự chống phá trên lĩnh vực chính trị và xã hội. Chúng lợi dụng những cái yếu kém, những cái mà sơ hở trong quá trình thực hiện các cái chính sách của Đảng và nhà nước ta để từ đó là khuếch trương lên, rồi thì bóp méo để tạo một cái ảnh hưởng xấu đối với nhận thức của xã hội. Đây là những cái chiêu trò hết sức nguy hiểm, tác động rất lớn đến cái hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Vậy thì để ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế những tác động tiêu cực của việc chống phá đó thì theo đồng chí, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tới những vấn đề gì? Để đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng thì một điều quan trọng cần phải khẳng định là chúng ta cần phải hiểu rõ chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, thực lực có mạnh thì ngoại giao mới thắng lợi. Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn. Và muốn thực hiện thắng lợi cái đường lối đối ngoại thì bắt buộc là chúng ta phải có thực lực. Muốn có thực lực thì chúng ta phải tìm được sự đồng lòng, thống nhất, đoàn kết trong khối đại quyết toàn dân tộc. Tất cả vì một mục tiêu chung, đó là vì dân, vì nước, vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và đặt lên trên hết. Và trong triển khai công tác đối ngoại thì chúng ta phải kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Chúng ta phải đảm bảo được là chính trị, xã hội phải ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, quốc phòng an ninh vững mạnh, nguồn nhân lực đối ngoại phải trung thành và chuyên nghiệp, cũng như là chúng ta phải giải quyết cái thế quan hệ cân bằng với các nước lớn, thực hiện phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến và kiên quyết kiên trì để xử lý các cái thách thức đối ngoại đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các mặt đối ngoại, như là đối ngoại chính trị, đối ngoại kinh tế, đối ngoại xã hội, hay như là đặc biệt là phải nhấn mạnh lên là cái kết hợp giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, có những cái lộ trình hội nhập mà một cách phù hợp với thế và lực của chúng ta, đặc biệt là phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, phù hợp với sự vận động và phát triển của cục diện thế giới, từ đó mới đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Xin cảm ơn những phân tích của Thiếu tá Tiến sĩ Trần Việt Hưng. Và thưa quý khán giả, cùng các đồng chí, xuyên tạc phủ nhận những thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng, của nhà nước ta là một mưu đồ hết sức thâm độc, nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động, nhằm làm mất đi sức mạnh của dân tộc trên trường quốc tế, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nhưng những thành tựu mà công tác đối ngoại của Việt Nam đạt được, đặc biệt là vị thế, vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, là một minh chứng sống động và đầy thuyết phục cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, quang minh chính đại của Đảng, nhà nước ta. Nên dù có nhắm mắt nói bừa hay nói cho lấy được, thì những luận điệu xảo trá của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị cũng chẳng lừa được ai. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý khán giả cùng các đồng chí.